Cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Tại trong clip hôm nay, cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại chúng em muốn tiến lên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ nội thất phòng khách ạ. Và sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc khay trà. Chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ cẩm nai nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc khay trà này ạ. Chiếc khay trà này em đo có đường kính chiều ngang là 42 cm và chiều sâu em đo là 29 cm nha các bác. Em sẽ đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc khay trà này ạ. Chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ cẩm nai và được đục chạm ạ, tứ diện luôn nha các bác. Đây, các bác xem ạ, cái đường đục chạm ạ, nó nhìn con lồng ạ, dưới là những trân châu chạy quanh rìm khay luôn nha các bác. Để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ, đó. Đó, được đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt như nhau nha các bác. Đó, vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, các bác xem ạ. Đây, đến vân hồng này các bác xem. Đó, vân gỗ thì cực kỳ là đẹp ạ. Đây, các bác xem. Phần dưới đây các bác xem ạ, có một chiếc khay ạ. Đó, mình có thể đựng nước ạ. Đó, đó, sử dụng ạ, rất là tiện lợi và sạch sẽ luôn ạ. Đây, đến mặt đây các bác xem ạ. Đó, vân gỗ ạ. Đó, vân vèo còn quại luôn. Vân gỗ thì cực kỳ là vip luôn ạ. Dạ, với chiếc khay trà gỗ cẩm nai này em cũng xin báo giá ra lưu với tất cả các bác, giá là 1.600.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác cũng là một chiếc khay trà ạ. Chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ cẩm nai nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc khay trà này ạ. Tổng chiều ngang em đo là 42 cm và chiều sâu em đo là 32 cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc khay ạ. Em đo chiều cao của chiếc khay này em đo là vào khoảng 14 cm nha các bác. Đó, các bác xem ạ. Đó, vân gỗ ạ, vân gỗ vân veo quằn quại luôn ạ. Vân gỗ rất là vip luôn. Đây các bác xem ạ. Đó. Đó các bác xem ạ, vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó. Chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ cẩm nai ạ. Đây các bác xem ạ. Ở bên dưới đây ạ, nó cũng có một chiếc khay để các bác đựng nước nhé, các bác sử dụng ạ, cũng rất tiện lợi và sạch sẽ luôn ạ. Đó, mà sau đây bác xem ạ, đó, gỗ rất là dày dặn ạ, trong ngoài như nhau ạ. Và đây đến mặt đây các bác xem, đến mặt đây ạ. Đây các bác xem ạ, đó, vân gỗ ạ, vân gỗ thì cực kỳ là vip luôn ạ. Đó, mình có thể sử dụng ạ, đó, nước, đó. Và với chiếc khay trà gỗ cẩm nai này em cũng xin báo giá ra lưu với tất cả các bác, giá là 1.800.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bộ bàn ăn lẻ quạt ạ. Và bộ bàn ăn lẻ quạt này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ, gồm có 9 món, gồm có 8 ghế và một bàn. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc bàn ạ. Với chiếc bàn này em đo có đường kính mặt ạ, em đo là 130 cm ạ. Và chiều cao em đo từ mặt đất lên đến mặt bàn em đo là 72 cm nha các bác. Em sẽ đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc bàn ạ. Ở đây đầu tiên phần đó các bác xem phần liệu đây ạ. Đó được chạm ạ, nó được khảm ạ. Đó ốc sa cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Bây giờ xuống dưới chân ạ, em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Đây các bác xem ạ. Về dưới chân nó gồm có 4 trụ nha các bác. Đó. 4 trụ này là gỗ nền khối luôn ạ. Và phần dưới cùng đây là được đục chạm ạ. 4 con đan luôn nha các bác. Đó. Với trụ ở đây em đo nó có đường kính vào khoảng 12 cm nha các bác. Cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Đây các bác xem ạ. Được đục chạm ạ. Thủ công ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ. Ống trụ bên trong cũng là nguyên một khối thôi nha các bác. Gỗ thì cực kỳ dày dặn và chắc chắn ạ. Và tiếp theo ạ, nên đến mặt bàn đây các bác xem ạ. Phần ngoài đây ạ, được khục khảm cảnh ạ, tứ quý bốn mùa thôi nha các bác. Đó các bác xem ạ, những đường oval ạ, đó. Được khảm ốc sa cừ ạ, rất là đẹp luôn. Đó. Đó, phần điểm ngoài đây là được khảm cảnh chim hoa. Đấy. Tiếp theo là phần bên trong này các bác xem ạ, những đồng tiền ạ và những chữ thọ ạ. Đó, chạy quanh mặt bàn luôn nha các bác. Và phần chính giữa đây ạ.
Đó, phần chính giữa đây, để em vừa giới thiệu để cho các bác là được thảm cảnh tùng hạt nha các bác. Đó, thảm ốc bảy màu rất là đẹp luôn ạ. Sang bên đây có hai con phượng luôn nha các bác. Các bác xem ạ. Đó, thảm ốc sa cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó, các đường nét ạ, các bác xem ở những con hạt ạ, cắt tỉa ạ, rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một like và đăng ký kênh ạ, em có thể phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và với 8 chiếc ghế này cũng có kích thước là như nhau ạ, em cũng xin đo thông số đại diện một cái ạ, tất cả các bác ạ. Cái chiếc ghế này em đo đường kính, đường ngang em đo là 53 cm và chiều sâu em đo là 42 cm ạ. Và chiều cao của ghế ạ, từ mặt đất lên đến đỉnh em đo là 100 cm nha các bác. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác chiếc ghế ạ. Đây, các bác xem ạ. Đó, các bác xem ạ, được đục chạm ạ. Đó. Đó. Các bác xem ạ, những đường dây neo liên chi ạ, những đường dây hạt trân châu được các bác xem ạ, được khảm ạ, ốc sa cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó. Nên đến mặt ạ. Tất cả nằm ván bên trong ghế là nằm ván liền luôn nha các bác. Đó. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn ạ. Đi đến đến đây ạ. Các bác xem ạ. Đó, được thảm ốc sa cừ rất là đẹp luôn. Đó, được cắt tỉa ạ. Đó, những đường dây neo liên chi ạ. Đó. Các bác xem ạ, những đường nét ạ, con giống ạ. Đó. Được khắc rất là chi tiết và sắc nét ạ. Đó, các bác xem ạ, tạo hình một cái quạt cho các bác, những lẻ quạt đây ạ. Đó. Em quay hông cho các bác xem ạ. Đó, quạt hông ạ. Mặt sau ạ, đó. Gỗ rất là liền lạc và dày dặn luôn nha các bác. Mặt sau này các bác xem ạ. Đó, gỗ ạ. Đó. Rất là liền lạc và dày dặn trong ngoài như nhau. Và với bộ bàn ăn lẻ quạt này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 65 triệu ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bức tranh ạ. Bức tranh này có tên gọi là mã đáo thành công ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về bức tranh mã đáo thành công này ạ. Bức tranh mã đáo thành công này có tổng chiều dài là 217 cm ạ. Và chiều cao em đo là 107 cm. Và phần khung đây em đo dày 4 cm. 4 cm nha các bác. Em xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về bức tranh mã đáo thành công này ạ. Bức tranh có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Được khảm ốc sa cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Đây các bác xem ạ. Đó. Bây giờ cắt được nét ạ, cắt tỉa ạ. Đó, các bác xem hình con giống đây ạ. Đó, được cắt tỉa ạ. Rất là tơ tóc và sắc nét luôn ạ. Đây các bác xem ạ. Đó, những hình ngựa đây các bác xem, có ngựa đây. Đục được khảm ạ. Đó, cắt tỉa các đường nét ạ, rất là có hồn luôn ạ. Các bác xem ạ, những cái đường nét ạ, đây các bác xem ạ, ốc bảy màu luôn nha các bác. Đó. Khi mình nhìn vào bức tranh ạ, đó, nhìn rất là có hồn luôn ạ. Lòng ván bên trong là lòng ván liền luôn nha các bác. Đó. Gỗ rất là đẹp luôn ạ. Các bác xem video chưa kỹ chưa rõ có thể các bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944 058 115 để em có thể gửi chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Đây các bác xem ạ. Xuống đến phần thềm khung lên các bác xem này, đó các đường đục truyện ạ, đó, đó các bác xem ạ, cũng rất là chi tiết và sắc nét ạ, những đường ô van ạ, những đường dây neo liên chi ạ, chạy quanh thềm khung luôn nhá các bác, đó, gỗ thì cũng rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Và với bức tranh mã đáo thành công này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 18 triệu ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một bức tranh. Đã với bức tranh có tên gọi là thuận buồm xuôi gió ạ. Bức tranh thuận buồm xuôi gió này cũng có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Và đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về bức tranh thuận buồm xuôi gió này ạ. Tổng chiều dài ở đây em đo là 217 cm ạ. Và chiều cao em đo là 107 cm. Và khung
Em đo là vào khoảng 4,5 cm nha các bác. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về bức tranh thuận buồm xuôi gió này ạ. Đây các bác xem ạ. Lòng ván bên trong là lòng ván niền luôn nha các bác. Để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về bức tranh thuận buồm xuôi gió này ạ. Bức tranh được khảm ốc sa cừ luôn nha các bác. Ốc bảy màu rất là đẹp luôn ạ. Đó các bác xem ạ. Những chiếc buồm ạ, đó, thuyền buồm ạ, lá khơi đấy ạ, đây các bác xem ạ. Bên đây ạ, những hình ạ, các bác nông dân ạ, nó tham cảnh ạ, cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp cũng có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa ạ. Ở đây đi tiếp theo ạ, đi đến bên ngoài khung đây cùng bác xem ạ. Đó, các đường ạ. Đó, các đường đục chuyện ạ. Đó, các bác xem ạ. Những hạt trân châu. Đó, các bác xem ạ. Đó. Gỗ thì cũng rất là niền nạc và dày dạn ạ. Dạ, với bức tranh thuận buồm xuôi gió này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 18 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. À, các bác xem chưa kỹ chưa rõ, các bác ở xa có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể gửi hàng chi tiết hơn. Còn các bác ở gần có thể xuống tại dưới cơ sở em dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ, để em có thể giao lưu với tất cả các bác ạ. Và em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.